Hey yo, what's up anh em trở lại với kênh YouTube channel. Và nếu anh em chưa subscribe thì anh em hãy subscribe và nhấn chuông để có thể nhận những thông báo mới nhất của kênh. Vì đây sẽ là kênh công nghệ tin tức và chia sẻ về những trải nghiệm khi sử dụng thiết bị công nghệ. Chip Qualcomm Snapdragon 855 và những con chip Qualcomm 7X, thì nói chung 7 series. Thì đây là những con chip rất mạnh và như thường lệ anh em muốn sở hữu những con chip này phải với một mức giá rất cao. Những dòng sản phẩm đầu bảng thì may ra chúng ta mới có thể sở hữu được những con chip này. Nhưng đây là 2019 và chúng ta có những thiết bị rẻ hơn nhiều. Thì đây sẽ là bài viết về chip Snapdragon 855 hiện tại với mức giá 6 triệu cho những chiếc máy tầm trung đang rất rất tốt. Rồi và tại Mobile Mobile đang có chương trình khuyến mãi rất hấp dẫn và những sản phẩm như là Samsung Galaxy S10 Plus hiện tại đang có mức giá rất rẻ và anh em có thể click vào đường link bên dưới để có thể nhận được những thông báo cũng như là xem về chi tiết sản phẩm này hơn. Đầu tiên sẽ là về những con chip 7 series 7X trong mức giá 4 triệu. Thì ra mắt gần đây thì có con Realme X với con chip Snapdragon 710 với mức giá nào đó trên 4 triệu, gần 5 triệu. Cùng với đó là chúng ta sẽ có cả Mi 9 SE nè với con chip Snapdragon 712 với mức giá khoảng 7 triệu. Còn lâu nữa thì chúng ta sẽ có Nokia 8.1 với con chip Snapdragon 710. Và nói chung là những con máy này có cấu hình rất mạnh và mức giá anh em có thể tưởng tượng được không? 4 triệu, hơn 4 triệu là anh em đã có thể sở hữu được những con chip, những con máy hiệu năng rất cao. Điều này cho thấy rằng là từ đầu năm trở lại đây thì những con chip trên những con máy tầm trung đang được có phần nào đó gọi là được các hãng tập trung nhiều hơn và chăm chút nó hơn một chút để chúng ta có được những trải nghiệm tốt dù mức giá nó không quá cao và cái thị phần người sử dụng ở mức giá tầm trung giá rẻ nó vẫn nhiều hơn hẳn so với những người sử dụng cao cấp, cho nên đây là một bước đi rất đúng và nói chung là có lợi cho người dùng. Thì một vài gần đây thì chúng ta có thông tin cũng như là chuẩn bị ra mắt con Realme X Pro với một mức giá rất rẻ cùng với đó là con chip Snapdragon 855. Thì đây gần như là một con át chủ bài cuối của nhà Realme. Thì theo nguồn tin mình tìm hiểu trên mạng thì Realme X sẽ có trang bị con chip Snapdragon 855, mình đã nói rồi. Và chúng ta sẽ có tùy chọn RAM là 6GB hoặc 8GB. Cùng với đó thì dung lượng máy sẽ là 128GB. Và theo nguồn tin, một vài nguồn tin tiết lộ giá bán thì Realme X Pro sẽ có giá từ 340 đô, hơn 6 triệu cho phiên bản thấp nhất là 6GB RAM và đâu đó gần 400 đô, 386 đô la với phiên bản là 8GB RAM. Và đây gần như là một con máy chạy Snapdragon 855 rẻ nhất trên thị trường hiện nay với thông số, những thông số khác cũng khá là ấn tượng. Ví dụ chúng ta sẽ có camera dual phía sau 48 megapixel cộng với lại 50 megapixel đo độ sâu truyền ảnh. Cùng với đó thì máy sẽ có thiết kế khá đẹp và nó có thể nói đây là chùm cuối của điện thoại tầm trung tính đến hiện tại. Dù chưa ra mắt nhưng Redmi X sắp ra mắt đã hé lộ một cái cấu hình rất là khủng long với chip Snapdragon 855. Hứa hẹn sẽ là một đối thủ nặng ký để đối đầu với lại Realme X. Và các bạn không cần phải bỏ qua một số tiền quá lớn lên đến mười mấy, hai ba chục triệu để có thể sắm một con máy có chạy chip mạnh nữa. Thì Realme X đã ra mắt điện thoại giá rẻ thì Xiaomi cũng chơi lớn hơn với lại Redmi X để cạnh tranh trực tiếp với lại Realme X của Xiaomi. Nên thứ hạng việc Redmi X nó sẽ có mức giá dễ chịu là điều không thể tránh khỏi. Và điều này khiến những hãng khác vốn chỉ sản xuất tập trung vào những phân khúc cao cấp đang bắt đầu cảm thấy hoang mang rồi đúng không? Vì mức giá rẻ hơn thì họ đã có những thứ mà đang có rồi. Và năm 2019 là một năm mà những smartphone tầm trung bùng nổ một cách cực kỳ mạnh mẽ. Và chúng ta không còn phải nhìn lại những flagship cấu hình cao cấp nữa và chúng ta tập trung nhiều hơn về những smartphone giá rẻ, cấu hình cao. Và gần đây như mình đã đưa tin rất nhiều thì anh em cũng thấy những smartphone tầm trung giá rẻ đang có mức giá rất tốt và nói chung là nó rất là mạnh. Thì những con máy như là Mi 9 SE này, Oppo F1 Pro, những con máy tầm trung giá rẻ thì hiện tại và lâu dài cũng đang có giá rất tốt. Anh em cứ click vào cái link bên dưới thì sẽ có mức giá phù hợp cho anh em. Và thông tin của máy thì anh em có thể tham khảo những video trước đây mình đã làm rất chi tiết về những con máy này rồi. Và những con máy tầm trung sẽ nắm vững ở trên thị trường với những con chip rất mạnh và được hỗ trợ lâu dài. Thì anh em nào muốn sắm ngay bây giờ thì hoàn toàn có thể sở hữu cho mình những con máy đó, rất là tuyệt vời. Rồi và đây là bài viết Snapdragon 855 với mức giá 6 triệu hiện tại đang rất tốt. Và anh em cảm thấy thế nào về những con máy trên, anh em hãy comment phía bên dưới. Và đừng quên chúng ta sẽ có nút subscribe và anh em nhớ nhấn chuông để có thể nhận những thông báo mới nhất từ kênh nha. Và cảm ơn em rất nhiều.